Ok và chúng và ok và hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Impostor phiên bản động vật nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thôi. Let's go. Đây thì hôm nay cho có hồng hạc, có đại bàng, có chuột. Chúng ta là một vị khách em ơi. Nhiều khi mình cũng chẳng biết là vấn đề như nào luôn, thật sự luôn đấy. Too fast, too slow. Too slow. Ok, nhiệm vụ này khó nhằn thế nhở? Quá khó nhằn luôn. Xong anh em ơi, cuối cùng đã xong được cái task này. Đi fix line anh em ơi. Đi fix line đi. Fix ánh sáng cái. Rồi, ánh sáng đã trở lại rồi anh em. Steve và Oli. Nói chung là cũng chẳng biết thằng nào mà lần anh em ạ. Mình cứ đi làm nhiệm vụ ấy. Steven và Louis, Chippy và Milo. Chippy và Milo. Ok. Vote một trong hai. Con này nó out rồi. Con này out game rồi. Chắc là con này rồi anh em ạ. Chắc là con Milo rồi. Chippy hoặc Milo thôi. Ok. Vote Chippy cũng được. Chippy là ai? Chippy là Impostor á? Phải không? Nó là khách mà. Ảo thật đấy. Thằng kia kìa. Chính là thằng kia kìa anh em. Tôi đã nói rồi mà. Bom được đặt. Ồ. Ok. Đi ra đây, đi ra đây. Ra đây để phá bom. Bom trên này mà. Thằng kia nó không gỡ à? Ui, what the fuck? Là con Steven. Work close rồi. Sao hay thế nhỉ? Sao đánh hay thế ta? Sao đánh tỉnh vậy? Cái lờ má luôn, thật sự luôn ạ. Khó à. Cái lờ má. Hay quá, đánh hay quá. Đánh này thì quá khó rồi cho tôi rồi. Mình lại là một West. Sao toàn mình là West vậy? Ok. Khó thật sự luôn anh em ạ. Toàn phán đoán nhầm thôi. Cuộc đời toàn phán đoán nhầm rồi. Cái quẹt lửa này khó phết anh em ạ. Cái quẹt diêm này khó dã man luôn. Slow ấy nhỉ. Rồi. Hoàn thành task complete rồi. Dona. Chippy. Ok. Có nhiệm vụ ở đây xem có nó có giết thằng nào không. Vào đây anh em ơi. Úi giời. This boy for Louis
thằng Jay. Ai đây? Hơi chấm ai đây? Tôi skip rồi. Mình không biết ai cả. Skip rồi. Chippy là người vô trước anh em ạ. Anh em có nghi ngờ gì nó? Con hổ là người vô sau. Donna và Stever thì không biết. Có lẽ mình sẽ skip đi. Khó thật, trận này khó thật. Không biết là ai luôn. Nó giết người trong bóng tối anh em ạ. Nó có những hành động bất thường không? Nhưng mà mình có thấy cái task nó tăng lên không? Mình không biết là cái task tăng lên như nào. Để xem cái task tăng lên như thế nào ta. Donna không vote. Coi nó vote mình. Sao nó vote mình làm gì? Hỏi chấm luôn. Steven. Nó thật là thể lẫn thuyền lắm anh em ạ. Không biết được nào một lần luôn. Trên này không có nhiệm vụ gì của mình cả. Con đấy có lẽ Steven sẽ là ấy rồi. Donna không làm di chuyển luôn. This boy. What luôn đấy. Tôi skip rồi. Tôi đang skip rồi anh em. Nó ở đâu nhỉ? Như vậy là Donna không phải. Chippy nhá. Chippy, tôi sẽ vote Chippy nha anh em. Mình sẽ vote Chippy. Ok. Vote first. Vote đầu tiên luôn. Chắc chắn là Chippy rồi anh em ạ. Mình nghĩ chắc chắn là con Chippy rồi. Đảm bảo luôn, Donna. Chippy. Nếu mà không phải Chippy thì mày thì thua đấy, cưng ơi. Chippy, đầu tiên thắng chăng? Đừng vote mình. Đừng vote tui. Nice. Tự vote luôn chính nó. Thế thì nó là ấy rồi. Nó là impostor rồi. Mansion. Correct killer. Man mày. Cái thằng nào vote trước là mình đoán được rồi anh em ơi. Mày á. Kẻ sát nhân á cưng. Giết ngay. Tiếng kẻ sát nhân là quá dễ anh em à. Chippy là quá lộ. Với một tài năng thám tử đỉnh của job như mình thì good game, well play. Quá là đỉnh của job luôn. Phát rồi đánh hay quá. Phát rồi đánh cực kỳ là đỉnh của job à. Mà mày cái con này nó vote mình. Đấy. Thì chúng ta sẽ cùng cái này hay phết anh em ạ. Cái này hay phết là chúng ta sẽ không biết được killer hay không. Chúng ta cùng thử xem. West lại là West. Lại là khách. Chippy. Nó tự vote nó luôn. Ok bạn ơi. Ôi game tranh, mình ghét nhất là game tranh anh em ạ. Tại vì nó lâu ấy. Lâu dã man luôn ấy, thật. Cái bức tranh này nó lâu kinh hoàng luôn. Và trong khi đấy nó có thể giết được mình bất kỳ lúc nào ấy. Một cái xong. Ô đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chippy. I see Q. Vãi lều à. I see Q Donna. Chippy hay Jader nhỉ?
Correct killer, vãi cả cướp. Thám tử lừng danh à? Thám tử con ma. Clm. Mình đỉnh của chóp vãi lều anh em à. À, ảo thật đấy. Ảo thật đấy. What the fuck? Con chippy nó đen vãi cả nồi luôn ạ. Nó toàn gặp mình thôi ạ. Ơi, ok, LM, trời ơi. Thôi rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em và gặp lại anh em nhá. Bye bye.